chép 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 lên. Mình 84, mình có thằng em 90 đó, nó cũng vậy đó. Hồi nhỏ là nó bị mình đánh hoài. Ba má kêu ở nhà giữ em Út, trong em, mình là chị cả mà. Bởi vậy khi mà em Út mà đi phơi nắng, phơi sương này kia mà về nhà bệnh là ba má la, đúng không? Bởi vậy kêu ở nhà giữ em. Mà cái thằng em mình nó ly khắc, nó lị khỉ lắm, nó lị đắc lắm. Tối ngày cứ dặn cái thằng Út đi chơi giăng nắng, mà để đầu trần vậy đi giăng nắng mỗi vậy đó. Từ chiều về thế nào cũng bị sốt, bị cả này kia, cái bị má la. Bởi vậy hả, mình mà lụi hội ở không có để ý nó, là trưa là nó dẫn nhỏ đi mất tiêu rồi. Cái mình đi kêu về, mình bắt hai anh em nó cúi xuống giường, mình quánh còn hả để. Bởi vì khi mà giờ lớn lên rồi mới nghĩ là thấy thương, thấy cũng như vậy. Mỗi người sẽ có cái cá tánh khác nhau, không phải là ai cũng giống ai. Nhưng mà nhà mình có hai thằng em trai, mà cái thằng Út thì nó đầm tính hơn. Nó nghĩ là chỉ là ngoan, đừng có phái phách này thôi. Nhưng mà tánh nó là đầm thôi. Nó cũng có cá tánh của nó, nhưng mà tánh nó là tánh đầm. Còn thằng lớn thì thôi khỏi nói luôn, hết chuyện này tới chuyện kia. Mà nhất là như sau này khi mình có chồng đi nước ngoài rồi, mình lo cho ba mẹ ra ba ngày kia, rồi cái muốn em Út lớn muốn lo mua xe cho nó có điều kiện đi làm á. Trời ơi, lúc mình mua về là mua cái xe Nogo cho nó, mà tới hồi mấy năm sau mình về mình không nhìn ra được cái chiếc xe đó luôn á. Nó lại thành mình cứ nhìn vô giống như con ngựa trời vậy đó. Nó chỉ còn cái xương thôi, chứ còn cái bộ áo, cái mình ngày đâu mất tiêu, nó thay thành một cái khác mà nó hả bao nhiêu cọng xương là thấy hết trơn, bao nhiêu cái mạch máu thấy hết trơn, là mấy cọng dây điện ở trong chiếc xe đó, nhìn chóng mặt luôn. Nhưng mà mình mắc cười, nhưng mà cũng mắc cười thì nó cũng mắc cười, mà nghe cũng tức nữa. Nuôi chiếc xe đàng hoàng, mà tới hồi về mấy năm sau về là chiếc xe nó không còn là chiếc xe nữa, mà nó đi tháo ra, nó thay tầm lum cái này cái kia vô đó. Đó thì sau này khi giờ mình lớn, càng ngày mình càng biết nhiều, với thông qua mình khi mình biết thằng số học rồi á, mình mới biết là nó là số chủ đạo của nó là 7. Thì cái người số chủ đạo 7 là rất là cá tính, là có nghĩa là họ sẽ thích đi khám phá những cái gì mà họ chưa biết, đúng không? Mà khi mà muốn biết rồi á, thì giống như là mình tò mò, mình thắc mắc, mình muốn đi trải nghiệm cái đó coi nó như thế nào, cảm giác nó sốc như thế nào, cảm giác nó cái cường độ của nó sẽ như thế nào. Nói chung là người ta gọi là bây giờ mà người ta có những cái trò chơi là kêu bằng là cảm giác mạnh đó. Đó, thì cái người số 7 nó sẽ vậy đó. Từ hồi nhỏ sẽ có được cái cảm giác đó rồi, nên nó tối ngày nó lục đục, nó thích làm cái này làm cái kia. Nhưng mà số 7 nó cũng lại làm, khi mình thích là mình phải làm thực tế luôn, chứ không phải cái kiểu là mình chỉ nghĩ thôi, mà nó còn hành động ra ngoài luôn. Nên nhà tất cả những cái trò chơi của nó như xe cổ hay kia là nó tự chế ra, giống như kiểu đi chặt tre chặt trúc tối ngày, những cái hàng tầm dông của ba mình chuẩn te tu tơ tả với nó, là nó chặt, nó đóng đẻo xe cộ này kia, rồi đóng ghế đóng bàn gì đó, làm mắc cười lắm kìa. Mà nhưng mà nó cũng khéo tay. Những người số 7 là rất là mình bây giờ mình nghĩ là khi mà người số chủ đạo 6 thì họ thiên về vẽ, và số 6 với số 5 á, thì số 5 thì thiên dịch thơ nhiều, thích thơ mà cũng thích hội họa rồi. Nhưng mà số 6 thì thiên về cái đẹp, là vẽ hay là làm đẹp, hay là đẹp ngoại hình, hay là hay về bánh vẽ rồi kia. Còn số 7 là thiên về cái vẽ thì gọi là mỹ thuật, đúng không? Số 7 thì gọi là kỹ thuật. Kỹ thuật là mình muốn thiết kế cái này cái kia thì mình phải làm á,
mình làm bằng tay bằng chân kỹ, mình đã làm ra luôn, mình làm ra một cái sản phẩm bằng đục đẽo này kia đó. Nên trong thời số học đó, người số chủ đạo 7 thì nói nếu mà mấy người đó thì giỏi giỏi về cầm dao kéo, tại vì đục đẽo mấy cái đó thì giỏi giỏi lắm. Nhưng mà tại sao làm vậy thì đó là tại vì họ muốn khám phá ra cái đó là cái gì. Nếu mà họ nghĩ tới cái việc đó là họ sẽ bắt tay vào làm coi nó thành công như thế nào, nó thất bại như thế nào. Cái mà cái bất cứ cái gì cũng như là chính chính mình muốn đích thân đi trải nghiệm đó, chứ không có không phải là chỉ là người khác nói cái xong ha, hoặc là mình chỉ hình dung trong đầu óc ấy thôi đó. Bởi vì giờ hiện tại bây giờ mình có thằng con trai giờ nó 10 tuổi, nó cũng là con số chủ đạo là 7, và những người mà mình từng đi xem qua, tất cả những người số 7 đều có một cái cá tính đó, cái bản năng, cái bẩm sinh của họ là cái cá tính của một cái mà trải nghiệm thực tế, chính mình đi đụng chạm, chính mình khám phá đó. Thì cái đương nhiên cái gì mà mình muốn trải nghiệm, mình muốn khám phá thì nó sẽ rất là gian nan, tại vì nó hoàn toàn không, mình chỉ hình dung ra trong đầu thôi, rồi mình phải hành động ra thực tế bên ngoài đó, thì đương nhiên nó phải vô cùng gian nan. Nếu mà mình nghĩ tiêu cực thì nó cũng phải có khó khăn chứ, nhưng mà cái khó khăn đó để cho mình thấy ra được cái gì. Bởi vì khi mình làm bất cứ điều gì nó cũng phải có hai mặt là thành công và thất bại. Nhưng mà khi cái thành công với thất bại đó thì họ, cái người số 7 sẽ học ra được, là sẽ biết được là ở cái việc này nó sẽ thành công như thế nào và thất bại như thế nào đó. Nên thật sự là linh hồn, mỗi linh hồn đến trần gian này để học tập, để khám phá, để trải nghiệm, giống như sống hết mình để mình, đây là nói một cách tự do của linh hồn, chưa có nói cái chuyện mình nói phải nhìn trước nhìn sau. Nhìn nếu mà người mà nặng về ý thức á, thì sẽ khó chịu với những người số 7, những người mà cá tánh cái này nó vậy. Bởi vì còn mà nói theo phương diện linh hồn thì đó là mình muốn trải nghiệm, cho dù cái việc đó nó là tốt hay là xấu, mà mình cũng phải biết được là nó tốt bao nhiêu, nó xấu bao nhiêu, và nó xấu như thế nào và nó tốt như thế nào, thì mình cũng phải đi trải nghiệm, thì mình đích thân mình nếm trải thì mình mới hiểu được đó. Nên hiểu được rồi thì mình mới ngộ ra được, chứ còn mà giờ cái gì cũng mình muốn mà mình không dám làm ấy, thì nó cũng thành tiêu cực. Thà mình làm mà mình làm sai hay làm đúng gì đó, mình làm rồi thì mình cũng dám đứng dậy, khi kêu bằng dám dám chơi dám chịu đó. Mình dám chơi dám chịu là mình dám sai và mình dám đứng dậy. Tại vì sai thì sai để cho mình thấy ra được ở trong cái việc làm đó nó sai như thế nào, nó đúng như thế nào. Cái đó là một cái việc khám phá mà. Nếu như những nhà khoa học á, thì nói mà thằng số học thì những người mà số 7 cũng là số 7, số 5 rồi, là những gọi là những nhà khoa học nha. Một phải phát minh rất là nhiều thì phải có sai chứ, nên cũng rất là mắc cười mà nó cũng. Tây Nguyên Airlines đang cất cánh, quý khách thắt dây an toàn, bay lên nơi cao nhất rời khỏi mặt đất lịch sử, lật sang sang vàng, nơi tao đứng trên được cao bao nóc. Cảm nhận của anh như thế nào khi đi Võ Lãi miền Tây vậy anh? Trời, máy này bình thường anh em đi hoài à, có gì đâu. Mà anh muốn nước nha anh. Dạ. Cho tay anh cũng muốn.